Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến môn thể dục lớp 3. Thầy tên Trần Văn Đông, giáo viên trường tiểu học A Vĩnh Chánh. Hôm nay các em học bài 11 ôn đồ hình đội ngũ, trò chơi chuyển đồ vật. Một lớn mở đầu khởi động có 8 động tác khởi động, mỗi động tác các em thực hiện 2 lần 8 nhịp. Mời các em quan sát 8 động tác khởi động. Động tác nhất xoay cổ, thứ hai xoay kiểu tay, thứ ba xoay khớp vai, thứ tư xoay cánh tay, thứ năm xoay hông, thứ sáu xoay khớp gối, thứ bảy xoay cổ tay cổ chân, tám dậm chân tại chỗ. Các em vào phần hai lớn kiến thức mới, nội dung thứ nhất ôn và họp hàng dọc, khẩu lệnh thành một hoặc hai ba bốn hàng dọc và họp. Mời các em quan sát hình ảnh minh họa. Động tác: người chỉ huy đưa tay phải ra trước, tổ trưởng tổ một đứng đối diện và cách chỉ huy một cánh tay, tổ trưởng tổ hai ba bốn lần lượt đứng bên trái tổ trưởng tổ một. Các thành viên tập hợp sau tổ trưởng tổ mình từ thấp đến cao. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em ôn tập hợp hàng dọc. Nội dung thứ hai, ôn giống hàng dọc. Khẩu lệnh nhìn trước thẳng. Động tác: tổ trưởng tổ một giơ tay phải lên cao, các bạn phía sau đưa tay trái chạm vào vai bạn đứng trước. Các tổ trưởng tổ hai ba bốn đưa tay phải chống hông và dịch chuyển sang cho kiểu tay chạm vào bạn đứng bên phải, đồng thời chỉnh hàng ngang cho thẳng. Khẩu lệnh thôi. Động tác tất cả về tư thế đứng nghiêm. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em ôn giống hàng dọc. Nội dung thứ ba, ôn điểm số hàng dọc. Khẩu lệnh từ 1 đến hết điểm số. Mời các em quan sát hình ảnh minh họa. Động tác: các
bạn lần lượt quay mặt sang trái ra sau và hô to số của mình, rồi trở về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Các tổ còn lại thực hiện điểm số tiếp theo như tổ 1 cho đến hết. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em ôn lại điểm số hàng dọc. Nội dung số 4, ôm đi đều vòng phải. Khẩu lệnh, vòng bên phải, bước. Mà em quan sát hình ảnh minh họa. Động tác, học sinh đang đi đều thẳng hướng 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vừa dứt nhịp 2, hô vòng bên phải. Sau đó bỏ một nhịp chân trái và động lệnh. Bước, rơi vào chân phải và chân trái. Bước vòng qua phải. Sau đó giáo viên hô nhịp 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cứ tiếp tục đi đến khi đội hình thẳng hàng thành hàng dọc, rồi giáo viên hô khẩu lệnh đứng lại. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em ôn đi đều vòng phải. Nội dung thứ 5, các em ôn đi đều vòng trái. Khẩu lệnh, vòng bên trái, bước. Mà các em quan sát hình ảnh minh họa. Động tác, học sinh đang đi đều thẳng hướng 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vừa dứt nhịp 1, hô nhịp vòng bên trái. Sau đó bỏ một nhịp chân phải và động lệnh bước, rơi vào chân trái và chân phải bước vòng bên trái. Sau đó giáo viên hô nhịp 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sau đó tiếp tục đi tiếp nhịp 1, 2, 1, 2, 1, 2 và cho học sinh đứng lại. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em ôn đi đều vòng trái. Nội dung thứ 6, tổ chân khi đi đều sang nhịp. Khi đi đều, nếu bước chân trái rơi vào nhịp 2 là sai nhịp. Để đi đúng nhịp, các em cần bước thêm một bước đệm và giữ nguyên chân đúng. Cách sửa sai, nhảy một bước đệm là được. Chú ý, động tác bước đệm cần thực hiện nhanh mới khớp với nhịp hô. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em cách sửa sai tổ chân khi đi đều sai nhịp. Các em chân này thực hiện mẫu động tác đi đều vòng phải vòng trái. Đi đều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
tập nội dung đã học theo các hình thức sau. Hình thức thứ nhất, luyện tập cá nhân. Hình thức thứ hai, luyện tập cặp đôi. Hình thức thứ ba, luyện tập theo nhóm. Mời các em tự luyện tập các nội dung đã học. Nội dung 2 đã chuyển sang trò chơi chuyển đồ vật. Mời các em quan sát hình ảnh minh họa. Các em chuẩn bị sang như hình bên. Cách chơi: khi có lệnh, em số 1 của mỗi đội chạy nhanh chuyển hai quả bóng ở vòng tròn số 1 lên vòng tròn số 2 và nhặt quả bóng ở vòng tròn số 2 về đặt vào vòng tròn số 1. Sau đó chạy về chạm tay bạn số 2, xong về tập hợp cuối hàng. Em số 2 thực hiện như em số 1. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến hết. Đội nào xong trước ít phạm quy là đội đó thắng. Trường hợp phạm quy, xuất phát trước lệnh, chưa chạm tay bạn mà xuất phát, đặt bóng, lăn ra khỏi vòng tròn, những trường hợp trên là phạm quy. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em chơi trò chơi chuyển đồ vật. Mời các em thực hiện trò chơi. Mời các em xem thầy thực hiện mẫu trò chơi chuyển đồ vật. Các em sang nội dung 4 lớn vận dụng. Nội dung nhất, mời các em thả lỏng động tác tay, động tác chân. Mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp.
mời các em quan sát hình ảnh minh họa thả lỏng động tác tay. Sau đây thầy hướng dẫn các em thực hiện động tác tay. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay giơ lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, hít vào. Nhịp 2, từ từ hạ hai tay bắt chéo trước bụng, thở ra. Nhịp 3 giống nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng ở nhịp 5 phải đổi chân phải. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em thả lỏng động tác tay. Mời các em quan sát hình ảnh minh họa động tác chân. Sau đây thầy hướng dẫn thực hiện động tác chân. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, mũi bàn chân chạm đất, hai tay chống hông. Nhịp 2 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3 bước chân phải sang ngang, mũi bàn chân chạm đất, hai tay chống hông. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em thả lỏng hai động tác tay và động tác chân. Mời các em xem thầy thực hiện mẫu hai động tác thả lỏng. Mời các em thực hiện hai động tác thả lỏng. Đó nhất động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Nội dung thứ hai là các em tập luyện lại các động tác đã học ở nhà vào buổi sáng. Giờ học hôm nay đến đây đã hết rồi. Thầy chúc các em tập luyện tốt. Xin chào. Hẹn gặp lại các em bài học sau nhé.